Hôm nay chúng tôi thật diễm phúc giới thiệu đến quý vị buổi hội thảo trực tuyến đầy sâu sắc tựa đề Hợp nhất vũ trụ và hòa bình đại đồng qua tình thương chân thật vô điều kiện phần 1 trên 2 phần trên giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 18 tháng 7 năm 2018. Kính chào sư phụ, quý vị ở xa quá, tôi không nghe được gì hết. À, tới gần một chút ha. Cái này thật ra chỉ dành cho quý vị nha. Dạ, sư phụ. Nghĩa là chỉ riêng cho quý vị và cho ngày hôm nay thôi. Thứ tư là thứ mấy? Dạ, ngày 18. Ngày 18 hả? Ngày tốt. Ngày lành để dọn nhà ha. Dạ, sư phụ. Tôi muốn quý vị dời tới văn phòng đó. Phù hợp cho quý vị hơn. Dạ, tốt lành hơn. Hiểu không? Dạ, hiểu. Trước đây có người sống ở đó, nên tôi không làm vậy được. Nhưng bây giờ quý vị dời tới văn phòng đó đi. Ở đó tốt hơn nha. Cảm ơn sư phụ. Thích hợp hơn biết không? Quý vị không có nhiều người mấy, cho nên dời đi xa hơn chút. Dạ đúng. Rồi ha. Dời tới đó, hoặc phía nam hay phía bắc. À, được chứ. Dạ hiểu. Phía kia là hướng đông phải không? Dạ. À, hướng đông. Bắc Nam Đông đều được đó, và hướng Tây là nơi văn phòng làm việc của quý vị. Được chứ, dạ sư phụ, nhưng phải chuyển vài chiếc ghế sofa vô trong nơi gọi là phòng khách đó, hay là trên lầu hoặc bên ngoài nhé. Dạ sư phụ, nếu không ngại mưa, thì có thể để vài chiếc ghế sofa bên ngoài rồi ăn ha. Dạ tốt ạ, đừng ăn trong văn phòng nữa, không thì kiến sẽ đến. Dạ hiểu. Dĩ nhiên có thể ăn trong bếp hoặc trải tấm bạt nhỏ, trải thêm để ngồi ngoài trời ăn cho thoáng mát ha. Dạ sư phụ, bật nhiều quạt thì sẽ không thấy có mũi hoặc nóng nha. Đặt khoảng 4, 5, 6 cái quạt máy chung quanh lúc ngồi ăn hiểu không? Hay là trong bếp. Dạ sư phụ, hãy mua thêm, đừng tiết kiệm tiền của tôi, tiền để xài mà hiểu chưa? Cảm ơn sư phụ. Nếu đặt nhiều quạt xung quanh thì mũi không tới mà mình cũng thấy mát mẻ nữa. Đặt quạt đối diện nhau hiểu không? Dạ. Như nửa vòng tròn hay vòng tròn thì rất mát. Ở Thái Lan tôi làm vậy. Hay quá. À, bởi vì tôi nấu ăn ngoài trời, ăn bên ngoài ha. Mặc dù có mái che đã có sẵn rồi ha. Rồi tôi nới nó ra bằng miếng nhựa, tấm nhựa trong nối ra từ trong mái che rồi nấu ăn ở đó, nhưng hoàn toàn thông thoáng khắp nơi chung quanh, không có tường gì cả ha. Dạ sư phụ, và tôi cũng đặt một tủ lạnh ở đó và nấu nướng ngay bên ngoài dưới tấm nhựa trong. Dạ tốt quá, nhưng đó là tấm nhựa cứng, quý vị cũng có thể làm vậy, có thể làm như thế. Trong khi đó quý vị có thể nới rộng ra hoặc cứ ngồi ngay bên ngoài biết không? Chỉ có điều nóng quá thì ngồi dưới tán cây, cây tre hay cây gì đó nhé. Dạ sư phụ, ăn bên ngoài đồng thời tận dụng mặt trời và không khí trong lành nha. Dạ tốt quá, vì nếu không quý vị sẽ ngồi quá lâu trong văn phòng, hiểu điều đó chứ? Dạ, rồi quý vị sẽ có vấn đề về tiêu hóa. Dạ hiểu sư phụ, nếu thấy khó tiêu thì uống một thìa dầu ô liu, vắt vài giọt chanh vô cho dễ uống. Chỉ uống nguyên chất như thế, nốc cái ực, thì sau đó không còn vấn đề, hiểu không? Cảm ơn sư phụ. Thì quý vị có thể nói làm sao? Tống mấy vấn đề tiêu hóa ra. Ở đó, gần chỗ quý vị sống hơn hả? Dạ đúng. Cũng tiện trong bất cứ thời tiết nào. Tốt hơn cho quý vị ha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Nhưng phải tập thể dục. Dạ sư phụ, phải tập nha. Dạ sư phụ, buổi sáng, trước khi thiền, sau khi thiền, hoặc bất cứ lúc nào ra ngoài. Dạ sư phụ, có phòng tắm và phòng vệ sinh bên ngoài, cũng tiện cho việc tập thể dục. Dạ tiện, bằng không. Thứ nhất, phong thủy nói rằng không nên để nhà vệ sinh, nhà bếp bên trong nhà. Không nên, dẫu sao có mùi hôi. Và lại có thêm vấn đề vi khuẩn nữa, những thứ như vậy, cho nên để bên ngoài là tốt. Đừng than phiền ha. Dạ không, tốt nhất rồi đó. Mọi thứ ở đây là hoàn hảo rồi. Tôi ganh tị với quý vị đó. Cảm ơn sư phụ. À, nhưng phải dùng cho đúng mục đích và phải thật sự thành tâm nhé. Dạ cảm ơn sư phụ, bằng không. Ma Vương sẽ luôn luôn đuổi theo quý vị để kiểm tra nhất cử nhất động mỗi tư tưởng của quý vị, biết không? Và hành động của quý vị nhé. Như vậy tôi không giúp được nha. Tôi bảo vệ và dạy quý vị những gì không nên làm. Nhưng nếu làm thì lập tức xua nó đi, hiểu không? Nếu tư tưởng xấu tới thì xua nó đi. Và rồi lập tức đi làm 5 phút quán âm.
Cho thật nhanh ha. Dạ sư phụ, đại khái vậy, 5-10 phút nha. Bất cứ lúc nào cần, phải làm quán âm nha. Không phải chỉ quán quang thôi ha. Dạ sư phụ, phải quán âm thanh tốt cho mọi thứ. Bởi vì chúng ta được tạo ra từ âm thanh, hiểu không? Dạ. Ánh sáng vi tế lắm. Nó không, còn âm thanh thì dễ tiếp cận hơn. Hiểu ý thưa không? Trước hết ánh sáng rồi tới âm thanh rồi mới thành tạo vật. Cái người ta gọi là vụ nổ lớn đó ha. Tôi chỉ muốn thấy quý vị có thanh lọc như tôi đã dặn chưa? Dạ rồi, tốt lắm. Sau khi dời chỗ quý vị ngồi với nhau, hiểu không? Dạ, cùng một phòng hay là bất cứ đâu ngồi với nhau rồi thiền một tiếng trước khi bắt đầu làm việc trở lại. Dạ sư phụ, có thể làm 40 phút quán quang và 20 phút quán âm. Để đồng hồ quá thức gì đó. Rồi sau đó cảm ơn các vị thiên đế và tất cả ai liên quan đến việc bảo vệ quý vị và giúp đỡ chúng ta, công việc, sứ mệnh của chúng ta ha. Dạ sư phụ, rồi mới bắt đầu làm việc vậy nha. Dạ sư phụ, tôi chúc quý vị may mắn. Vô vàng cảm ơn sư phụ. Có chấn động lực khẳng định ở chỗ đó cho quý vị nữa nhé. Dạ cảm ơn sư phụ. Quý vị sẽ thích ha. Cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Và quý vị sẽ làm việc hiệu quả hơn, sáng tạo hơn, sẽ cảm thấy giống như ở nhà hơn. Vô vàng cảm tạ sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Chúng con vui lắm. Có câu hỏi nào không? Có muốn kể tôi nghe gì không? Ý tôi là có muốn biểu đạt gì không? Chúng con có một số câu hỏi thưa sư phụ. Ừ. Dạ, con có một vài câu hỏi. Nói đi, nói đi, nói lớn hơn được không? Vì tôi không nghe được. Sư phụ nói, ngài phải chạy khắp nơi để tìm cách nhân công đức lên và đủ mọi thứ. Có lý do nào mà sư phụ không thể đặt chúng ở một nơi gần hơn để ngài không phải chạy quá xa như vậy hoài? Không, không được. Không được. Tôi không thể làm tất cả ở một chỗ được. Ý quý vị là vậy hả? Dạ, dạ đúng. Không, không được. Hay chỉ là một nơi nào đó để không phải. Cho dù ngài phải đi, cũng không phải đi quá xa. Có thể đi đâu đó gần bên. Hiểu. À, đôi khi cũng rất gần, hiểu không? Đừng lo. Không phải lúc nào cũng xa. Có nhiều nhóm khác nhau, ha? Và nhóm ở Tây Ban Nha, và nhóm ở Ý, và nhóm ở Pháp chẳng hạn. Và bây giờ ở Đài Loan, ha? Con hiểu rồi, hay quá. Ngay cả ở Đài Loan, dù ở tại cùng một chỗ cũng không thể được, bởi vì có các đẳng cấp năng lượng khác nhau, ha? Tôi phải đi từ bước này sang bước khác cao hơn, hiểu không? Dạ, hiểu. Bằng không, tôi sẽ bị thiêu rụi. Ôi chào, tôi sẽ biến mất hoàn toàn, thậm chí quý vị không tìm thấy một hạt bụi còn sót lại của tôi nữa. Ngay cả một vài nơi, tôi không thể ngồi nhiều hơn 29 giây. Ồ, 29 giây. Trời ơi, thậm chí không được tới nửa phút. Dạ, thật không thể tưởng tượng. Nhưng đó là giai đoạn vừa qua. Bây giờ tôi đang ở một giai đoạn khác. Lúc này, tôi không phải đếm từng giây nữa, mà điềm tĩnh hơn, ổn định hơn, hiểu không? Không phải như trong kỳ bế quan nghiêm nhặt. Dạ sư phụ, tôi thư giãn, không hẳn thư giãn nhưng bớt căng thẳng. Tôi không biết khi nào có kỳ bế quan lần tới hay không. Tôi mừng khi tôi không phải bế quan, hiểu ha? Dạ sư phụ, bởi vì bế quan nghĩa là tôi hoàn toàn một mình ở đó. Và không phải lúc nào tôi cũng cắt đứt mọi lo âu của tôi được. Lo về chó, về công việc của quý vị như là truyền hình vô tượng sư và về việc kinh doanh và con người. Mặc dù tôi đã cắt rồi nhưng họ không cắt tôi và họ vẫn làm phiền tôi, lôi kéo tôi và thậm chí các thị giả chung quanh bị ma vương thao túng và lạm dụng rồi quấy phá tôi. Dù tôi ở một mình và đóng cửa, hay là ở cách xa họ, thế mà họ vẫn tìm cách nào đó để kiếm cớ và rồi xin lỗi. Hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. Hay là len lén theo dõi khiến cho từ trường cảm thấy rất là rợn người ha. Rùng rợn. Dạ rùng rợn, ớn lạnh, rùng rợn. À, dĩ nhiên tôi đối phó được, nhưng nhiều khi ma vương thật sự tinh quái. Tôi chỉ để truyền hình chạy như bình thường, không lớn lắm, nên không nghe gì hết. Và tôi che lại để không thấy gì, chỉ bật vậy thôi, hiểu không? Dạ hiểu. Lúc ban đầu, tôi không cần làm vậy. Khi có bế quan nhẹ nhàng hơn thì dễ hơn. Và càng lên cao thì ma vương càng gây rắc rối. Chúng dùng thú vật, côn trùng, dùng ngay cả truyền hình vô tượng sư, làm cho quá lên. Ôi chao, không có ai ở đó để bật hay tắt truyền hình đi. Chúng bật lên rồi chúng tắt nó đi. Và chúng dùng một số... có thể nói rằng có lẽ là điện
không màng điều đó. Nhưng chúng có thể dùng bất cứ tiếng động nào. Có thể dùng như là tiếng đại bác nổ rất lớn. Trời ơi, quý vị biết đại bác chứ? Dạ biết, đạn đại bác như thuốc nổ đó. Dạ. Nổ liên hồi. Để làm tôi sợ khi tôi đang ngồi thiền. Tôi hỏi mấy chuyện này là sao? Chúng nói tắt truyền hình vô tần số. Tôi nói tại sao tôi muốn mở mà. Chúng nói tiếng động sẽ làm phiền ngài. Chúng chứng minh điều đó. Chào ơi, hiểu không? Dạ hiểu. Đó không phải là tiếng động truyền hình. Lần rồi chúng dùng thú vật, mấy bạn chim, và chúng làm cho chim kêu lớn như voi rống chẳng hạn như vậy, và kêu thống thiết. Rồi tôi phải bảo tìm khắp nơi coi có thú vật nào bị thương không. Trong kỳ bế quan của tôi, có tin không? Trời ơi, thật yên quá. Rồi chúng sai người nói chuyện vào phòng tôi. Như có ai đó nói chuyện ở đó, nhưng không có ai hết. Dạ, sư phụ. À, may mắn là tôi có thể khắc phục mau lẹ, nhưng cũng rất phiền hà. Bây giờ, chúng thật sự chống trả rất mãnh liệt, nhưng tôi không chịu thua. Tôi bảo chúng cứ làm gì thì làm, tôi không bỏ cuộc đâu. Bình thường, tôi cũng đâu chịu thua. Lúc nào tôi cũng bảo chúng như thế, nhưng chúng vẫn tiếp tục. Tôi nói, các người bỏ cuộc đi, ta không bỏ, nhưng chúng vẫn tiếp tục. Thôi không sao, đó là trò chơi của chúng ha, đó là trò chơi của chúng. Có một lần, tôi không ăn nhiều ngày liền, bởi vì phải thiền nhiều và chạy khắp nơi. Không xa, chỉ một số nơi khác nhau. Và tôi không mang theo thức ăn, thức uống nào hết, nên tôi không ăn, không uống, đến mấy ngày, ngay cả uống nước. Dạ, sư phụ. Và một đêm, tôi muốn quay lại nơi tôi ở để lấy vài thứ nước uống hay nước trái cây, hay là thức ăn, hay mì gói gì đó. Và các thiên đế bảo tôi xin đừng đi, xin đừng đi, xin ở lại đây an toàn hơn. Tôi hỏi tại sao có ai bên ngoài hả? Họ trả lời, dạ không, có con rắn ngay trước nhà của ngài. Nếu tới đó, ngài sẽ gặp nguy. Ôi chào, nó sẽ cắn ngài. Tôi hỏi tại sao ai bỏ rắn ở đó. Họ nói không có gì hết. Nơi tôi bảo con rắn sao ngươi lại dám. Tôi hỏi con rắn sao ngươi dám làm vậy. Tại sao ngươi lại ở ngay trước cửa nhà ta và cản trở ta như thế. Ta cần ăn uống một chút. Nó nói dạ không được, xin lỗi. Đây là lệnh của ma vương. Bởi vì rắn làm việc cho lực lượng phủ định bất kể thế nào. Rắn độc. Tôi nói, được, được rồi, không sao, ta không chết đâu. Hôm sau, ban ngày, tôi mới có thể vào. Tưởng tượng coi. Nên tôi thậm chí hỏi các thiên đế, bây giờ thì sao? Các vị không cho tôi ăn uống gì hết. Muốn tôi làm người sống bằng không khí à? Họ nói, dạ không, không, sư phụ, đi đi, ngay bây giờ. Có thể đi bây giờ vì sự bình an của ngài. Chúng làm đủ loại mưu mẹo. Trước đó, tôi không bao giờ có kiến nhiều như vậy trong nhà. Bây giờ, chúng hăm hở tới hàng trăm ngàn mỗi ngày, bất kể tôi xịt gì. Bất kể tôi làm gì đi nữa, vừa mới dọn sạch chúng, quét chúng ra, thì một giây sau, chúng lại tới nữa. Cho nên, chúng làm đủ thứ chuyện, hoặc xây tổ ong, chung quanh nhà tôi chẳng hạn, nơi cửa vào, hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. Nhưng tôi không nói gì hết, nhưng tôi nghĩ các thị giả bằng cách nào đó đã gỡ đi khi tôi trở lại, thì không còn gì ở đó nữa. Lý do tôi phải chạy khắp nơi là vì những đẳng cấp khác nhau, không thể gom lại một chỗ được. Các đẳng cấp khác nhau, dạ, những đẳng cấp năng lượng, dạ sư phụ. Khi tôi mở một cái thì mọi thứ mở ra, nên không có gì ở gần đó được, ha. Dạ hiểu sư phụ. Rồi, tôi xong một cái thì tới mở cái kế tiếp, ha. Khi dùng hết năng lượng ở một đẳng cấp thì tới cái kế, hiểu chứ? Dạ hiểu ạ. Vì vậy, tôi không thể ở ngay một chỗ hoài. Cũng tốt, đó là xả bỏ. Tôi bỏ nhà đi. Tôi không muốn quý vị hận thù ma lực hay gì hết. Không phải ma vương. Thật sự gây rắc rối đâu. Đúng mà cũng không đúng. Đó là cái giá tôi phải trả để làm những gì tôi đang làm. Bất cứ gì tôi đang làm trên thế gian này, đó là cái giá. Mọi phiền nhiễu, mọi sự quấy rầy, nhục mạ, đau đớn, bất cứ gì, tinh thần, thể xác hay bất cứ gì, cảm xúc, bất cứ gì mà quý vị có thể nghĩ ra, đó đều là cái giá tôi phải trả, hiểu không? Gia hiểu sư phụ, kể cả thầy giả không phù hợp, hoặc người xấu và nguy hiểm, hay bất cứ gì, hiểu ha? Gia hiểu, bởi vì thế gian này là như thế, đủ loại rắc rối. Bất cứ vấn đề gì mà tôi xử lý thì tôi phải chịu những ảnh hưởng phụ. Cũng giống như mùa hè khi đi ra nắng thì đổ mồ hôi vậy.
Đó là cái giá mà tôi phải trả. Dĩ nhiên tôi than phiền, nhưng tôi biết chỉ có điều nó phải xảy ra thôi. Rồi ha. Dạ sư phụ, còn câu hỏi nào nữa không? Thưa sư phụ, khi hai quốc gia một thời gian dài ở trong tình trạng chiến tranh rồi hòa giải với nhau, thì địa cầu đạt được kết quả tâm linh như thế nào? Như là công đức tâm linh hay là đạt được tiến bộ trong sự tiến hóa của địa cầu? Và thiên đàng có giúp dẫn lối các nhà lãnh đạo trong những nỗ lực tạo hòa bình như thời nay hay không? Có chứ, dĩ nhiên. Thế giới hòa bình là một từ trường tốt và mang lại lợi ích cho mọi người, không chỉ quốc gia đó mà thôi. Làm sao sư phụ biết rằng hòa bình đang đến với địa cầu, thưa sư phụ? Tôi biết, tôi bế quan, nhớ không? Và thông tin được tiết lộ rõ ràng hơn vào lúc đó. Đó là tại sao tôi biết, nhưng tôi đã biết trước đó lâu rồi. Hiểu không? Dạ hiểu. Vũ, để tôi nhớ từ ngữ cho chính xác. Vũ trụ hợp nhất. Và khi vũ trụ hợp nhất, thì hòa bình sẽ đến. Hay quá. Nhưng trước khi vũ trụ hợp nhất, thì phải có một ái lực vĩ đại, tình thương chân thật, chân chính mới khiến điều này xảy ra. Hay quá, sư phụ, tốt quá. Phải là người thành tâm và có lực lượng tâm linh để làm điều đó. Đó phải là chân tình vô điều kiện, tình thương thật sự sâu đậm, từ bi bác ái. Và thiên đàng nói với tôi rằng vũ trụ quá cảm động bởi tình thương vĩ đại như thế và trở nên hợp nhất. Hay quá, đó là những lời mà họ đã nói với tôi. Thưa sư phụ, chúng con có thể biết tình thương vĩ đại làm cho vũ trụ hợp nhất là của ai không? Thật ra các thiên đàng đã cho tôi biết chi tiết hơn tình thương của ai. Nhưng tôi không thể tiết lộ nhé. Sẽ làm tổn hại đến hòa bình bởi vì ma vương. Cho nên có lẽ tôi chỉ nói đó là tình thương của M nhé. Vũ trụ cảm động bởi tình thương của M, tình thương vĩ đại của M nên đã trở thành hợp nhất. Thế là đủ rồi. Tôi không thể nói thêm chi tiết. Hiểu ha? Cảm ơn sư phụ. Rồi vũ trụ sẽ hợp nhất. Bởi vì khi vụ nổ lớn tới, sự sáng tạo xảy ra thì mọi thứ tản mát khắp nơi. Dạ sư phụ. Và bây giờ họ hợp nhất. Hay quá. Nên họ không còn gây chiến với nhau nữa, không tranh giành với nhau nữa. Dạ sư phụ. Và rồi vũ trụ sẽ có hòa bình. Thế giới, những thế giới khác nhau trên các tinh cầu khác nhau sẽ hòa bình, không phải chỉ địa cầu này thôi. Ồ, tuyệt quá, hay quá. Đó là vì sao tôi nói tôi biết. Nhưng tôi biết nhiều năm trước rồi. Hay quá. Chỉ cần thời gian để điều này xảy ra thôi, hiểu không? Dạ hiểu, cần thời gian. Vũ trụ hợp nhất với nhau không có nghĩa là họ gom lại với nhau thành một. Họ vẫn phân tán. Dạ sư phụ. Nhưng bây giờ họ có năng lượng kết nối. Nó như là một mạng lưới kết nối tất cả lại với nhau, như là mình có mạng Internet kết nối toàn cầu đó. Dạ sư phụ. Mặc dù chúng ta vẫn sống ở các quốc gia khác nhau, nhưng mình được kết nối với nhau mọi lúc. Chúng ta có thể nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau, hiểu không? Dạ hiểu. Như vậy đó. Và tôi vô cùng vui sướng, vui, vui lắm. Và khi biết điều đó, tôi vui quá chừng. Tôi cảm ơn tất cả những thiên đàng và thiên đế. Tôi thật sự vui mừng và nhảy múa một mình. Tôi vô cùng vui mừng cho đại hàng nữa. Tôi khóc vì quá vui. Khi nghĩ rằng từ nay trở đi không người đại hàng nào phải sợ chính anh chị em của mình nữa. Dạ sư phụ, chính gia đình dòng tộc mình. Thật tốt quá, họ không bao giờ phải sợ nhau, sợ họ hàng thân tộc nữa. Hãy tưởng tượng đại hàng và đại hàng hai phe, và rồi phái tất cả những thanh thiếu niên đẹp đẽ ra chiến trường và nói đây, tới giết nó đi, ở phía bên kia chiến tuyến. Tin được không chứ? Thật kỳ khôi phải không? Dạ đúng, hoặc trong bất cứ quốc gia nào, thật vậy, họ thậm chí không biết nhau, không thù hận gì nhau, không có liên hệ gì với nhau hết. Nhưng bây giờ đã không đến nỗi quá tệ, vì có thể chiến đấu từ xa. Không, thật sự không phải. Đôi khi họ phải đương đầu với nhau. Chỉ như vậy thôi, chỉ như quý vị và tôi chỉ nói được rồi.
Và viên chỉ huy phía sau lên nói, hãy tiến lên và giết nó đi. Chỉ như thế đó. Còn viên chỉ huy kia bên phe đối lập cũng nói, tiến lên, giết anh ta, giết cậu ta đi. Thấy không? Cứ như thế. Lúc ban đầu trước kia chiến tranh là như thế, quý vị xem mấy bộ phim thì biết trước chiến trường ở ngay trước mắt mình ha. Dạ sư phụ. Rồi cả hai bên chỉ tấn công nhau, giết nhau như thế. Hiểu không? Dạ hiểu. Thật nực cười. Ngay cả thú vật cũng không làm vậy. Và chúng ta nói, ồ, chỉ thú vật mới vậy. Thú vật họ chỉ giết một hoặc hai con mồi vì lý do nào đó. Còn ở đây, chúng ta không có lý do gì cả, chỉ tiến lên và giết thôi, ngay trước mặt đi tới giết họ chỉ như vậy. Và tất cả thanh thiếu niên đẹp đẽ, đầy khát vọng và tình thương dành cho gia đình vợ con chỉ ra mặt trận và chết như thế đó, hiểu không? Chỉ để một ông lớn vỗ tay và ngồi trên bục cao hoặc nói chuyện đao to búa lớn, hiểu ý tôi không? Và thỏa mãn hả hê, thật sự vô lý, cho nên hòa bình thật sự là giải đáp duy nhất. Dạ đúng. Quý vị hài lòng chưa hay là còn muốn biết chi tiết nào nữa? Dạ chúng con rất mãn nguyện với câu trả lời của sư phụ.